Hanovas Gamer xin chào tất cả các bạn đã đến với chương trình Ai là Triệu Phú. Hôm nay thì một năm trước thì mình đã review một cái app của bên Sony Television, một app Ai là Triệu Phú. Đó hiện tại là app chính thức, nhưng còn app này thì là như thế nào? Đây cũng là một app có bản quyền của Sony Television, và đây là app của bên Anh. Tức là nếu ở Việt Nam các bạn tra cái app này, bạn không thể tra được cái app này. Thì các bạn phải dùng VPN để các bạn sang bên Anh, các bạn mới có thể download được cái app, download được cái phần mềm này. Và đây là một cái phần mềm có từ năm 2014, nhưng mà lại sử dụng intro Ai là Triệu Phú năm 2010. Còn đây bây giờ chúng ta sẽ về với cái app. Đây các bạn thấy app rất là đơn giản thôi. Đây là một app offline, không phải là online, nên là chỉ có một nút chơi, một nút mua thêm câu hỏi và một nút cài đặt. Và vì từ năm 2014 nên có cả nút Google Play nữa, tuy nhiên thì Google cộng đã bị khai tử rồi, thế nên là không sử dụng nữa. Và còn thêm một nút Google Play, nhưng mà cái này mình đã chơi offline luôn, thế nên là mình cũng không có activate cái Google Play. Bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu lượt chơi đầu tiên của Ai là Triệu Phú Who Wants to Be a Millionaire. Như vậy thì đó sẽ là lượt chơi đầu tiên. Các bạn có thể xem qua cũng có thể hiểu được cái trò chơi như thế nào. Thì graphic Ai là Triệu Phú có câu hỏi và 4 câu trả lời, và có một cái timer ở trên. Với 2 câu đầu sẽ là 15 giây, 5 câu tiếp theo là 30 giây và 5 câu cuối sẽ là 60 giây. Và app này sử dụng format 12 câu hỏi giống như của Anh năm 2010-2014. 12 câu hỏi, thế nên là 2 câu đầu tiên sẽ là 2 câu mình sẽ qua nhanh thôi. Và có 3 sự trợ giúp 50-50, các bạn đã biết. Hỏi điện thoại cho người thân, các bạn cũng đã biết. Và hỏi ý kiến khán giả trong trường quay thì đương nhiên các bạn cũng biết luôn. Mặc dù cái phiên bản Ai là Triệu Phú Việt Nam bây giờ là không còn hỏi ý kiến khán giả nữa. Như vậy chúng ta sẽ bắt đầu lượt 2 của Ai là Triệu Phú. Nói chung là cũng có mấy cái câu tiếng Anh mình cũng không hiểu lắm. Có mấy câu tiếng Anh là mình cũng không hiểu lắm, những câu từ vựng tiếng Anh nữa thì cũng mình còn không chắc là mình đã hiểu được. Và vì cái app này là chỉ có nội địa ở Vương quốc Anh, thế nên cũng sẽ có những cái câu mà chỉ có người ở Anh có thể hiểu rõ được. Tất nhiên là có thể đoán mò với có sự giúp, nhưng mà ai lại sử dụng sự giúp vào 5 câu đầu, nhầm 2 câu đầu chứ. Cái quái nào mà rơi vào mấy cái câu mà toàn chỉ có người Anh biết được rõ nhỉ? Hộp đồ ăn. Social networking size not ok, Java. Ôi, mãi mới được. Phrase. Thử cái nào. B đúng không? B. Vitaly Klitschko. Chỗ này mình cũng chẳng biết. À. Ừ.
Lima. Lima. 56. Rồi. Lana Del Rey. Nghe tên khá là xem nào. Mỹ. Ít nhất cô có một vòng chơi ra hồn từ hai câu đầu. Chúng ta sẽ tiếp tục câu tiếp tục lượt chơi tiếp theo. Peter là con chim. Đo đất là hecta. Piranha. 50-50 mình chắc chắn là Amazon rồi, nhưng mà luôn chọn ok Amazon. Một nước đảo thì chỉ có Japan thôi, Nhật Bản. 10.000. Balenciaga. Nghe Balenciaga nghe ý phết, xem ý có đúng không? Không phải ý. Không phải ý, đây là Spanish. Người Tây Ban Nha. 20.000. Sự trợ giúp thứ tư, nhưng mà bây giờ gọi xem nào. D. Connect. Xem nào. Master. Nửa chơi lúc nãy các bạn có thể các bạn đã nhận ra một cái sự trợ giúp mới, đó là cái sự trợ giúp đổi câu hỏi. Tức là gì? Nếu mà các bạn cảm thấy câu này khó thì các bạn có thể sử dụng sự trợ giúp đổi câu hỏi để các bạn thay sang một câu hỏi khác để xem liệu là cái câu hỏi đấy các bạn có phù hợp không. Nói chung là đấy là một cái sự trợ giúp rất là may rủi. Nếu các bạn xem Ai Là Triệu Phú Việt Nam ở các tập gần đây thì các bạn có thể nhận ra cái nhạc của cái đổi câu hỏi đấy, nó ở Việt Nam thì nó được sử dụng cho sự trợ giúp hỏi người cùng chơi. Plus one. Bây giờ xem lượt tiếp theo này. Đúng. VTOL là cất cánh thẳng đứng. Hỏi người thân. Đây. Baron. Đã mới đúng. Đúng rồi. Xem nào. C. C. Gunsi. Khó nhỉ. Đợi câu hỏi xem nào. Oscar vừa cũng ghi câu đấy.
50-50 xem. Sacramento đi. Sacramento. Nhìn Sacramento hình như nó nằm trong đất điểm hay sao? Lượt nữa thử xem. Notre Dame. Mother Russia. Beyoncé. Nhìn nó khác hẳn lựa chọn của mình. Dromedary. Thực ra thì lạc đà thì tại sao lại mấy cái nước này nhỉ? Hunter khả năng là watch. Hunter. Người đi săn thì người ta sẽ có gì? Đúng. Cái này thì không biết được. Nếu mình chọn thì chắc là sẽ chọn broken. Ấy Gulliver. Gulliver. Đây xem. Như vậy thì cũng đã gần khoảng nửa tiếng mình chơi cái game này rồi. Gần thành công. Gần bước qua cái mốc số 2. Cũng có ít nhất là 4 game dài và một lô cái game mà thua ở câu số 1 hoặc câu số 2. Như vậy chúng ta đã hết cái phần game Ai Là Triệu Phú Wants To Be A Millionaire 2014 của Sony Television Production. Cảm ơn các bạn đã đón xem nhớ đón tiếp các cái video tiếp theo của mình. Và xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của Hà Nội Boss Gamer.